Hello mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Ở clip này á, mình sẽ hướng dẫn anh em chơi vị tướng Terry ở mùa FM 2024 này nha. Hiện tại Terry này á đang làm mưa làm gió để bớt xếp hận AD mọi người. AD Terry này đánh lực tay rất là cô luôn nha anh em, đam cực khủng luôn. Khi mà anh em lên cái build đồ của mình ấy, bọn ngọc này, bọn vũ trụ của mình thì anh em chắc chắn là sẽ làm mưa làm gió vị tướng Terry này rồi. Với lại đầu game á, anh em mà cha đây đầu mùa anh em đang chơi vị tướng Terry này nha, vì rất là dễ chơi này, lượng đam khủng này. Nói chung là anh em chơi mấy tập chơi cũng biết chơi vị tướng Terry này rồi mọi người, không có cầu kỳ đâu anh em ơi. Rồi trước khi vào video á thì anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Rồi, như thường lệ thì mình sẽ lên cái đường rồng của mình nha anh em ơi. Anh em mà mình có tạo một cái kênh vlog mới nha mọi người. Đấy, BBH Vlog nha. Anh em qua kênh vlog của mình á, cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Ngoài việc mình chơi game Liên Quân ra thì mình còn làm một clip về chia sẻ đời sống của mình nha anh em ơi. Anh em qua thăm xem clip rồi có gì ủng hộ mình nha. Bên kia được cái là tên bạn có Hayate nè mọi người. Thằng Hayate này cho đoạn đầu game này chắc chắn nó không có giống solo của mình đâu mọi người. Rồi, đường mid có đánh nhau này. Thằng XP nó gần yếu máu đâu mọi người. Xong đây anh em ơi, lụm một kill này. Thơm nha mọi người. Rồi, sau khi ăn một mạng của thằng Timmy á thì mình sẽ di chuyển xuống cái tầng rồng của mình nha. Lính vừa lên hồi kịp luôn anh em ơi. Được cá là không có thấy Hayate trên bản đồ nha. Đây mình sẽ đi vòng qua cái đường của bùa đỏ anh em. Về nhưng mà ăn không có kịp con tinh linh này rồi mọi người. Để cho thằng Hayate nó ăn mất mọi người. Buồn thật sự luôn. XB của mình thì hiện tại đang đi ở trên đường mid rồi, không có qua hỗ trợ với mình nên mình không có cái lăng cô nha anh em. Cứ đứng theo ở dưới mình form thôi. Ôi, sao Nagarok chưa lên level 4 anh em ơi. Đáng lẽ là ăn mấy con lính nhỏ nhỏ là 4 con, 5 con là sẽ lan được level 4 rồi mọi người. Nhưng mà không ăn được, không lan được 4 mình cũng không có nghĩ là không lan luôn ấy. Nhưng mà khá là buồn nha. Cho cái mặt buồn này. Đường mid mình là tên bọn có ý định đánh nhau này. Mình dùng chiêu cuối để mình qua mình kiếm hỗ trợ anh em ơi. À, nhưng mà Hayate tên bọn đứng phía sau rồi. Giờ này mình sẽ solo Hayate bật anti mất rồi mình tóc biến ra nha. Nhưng mà rất tiếc mà không có đánh lại Terry ơi. Không đánh lại Hayate mọi người. Chiêu một chiêu heo của mình nó chưa có hồi kịp anh em. Ui, một pha solo không lẽ cho tay đầu game rồi. Hay quá biết ơi. XB vô gõ một vũ này. Ui, một cầu nói được không? Ôi, nhưng mà không được rồi. Là phải bỏ mạng đó mọi người. Đổi mạng. Ông này là không có hiểu ý nhau anh em. Bang à. Lụm này thôi về luôn. Hai thằng này hiện tại đang mạnh quá rồi. Mình không thể nào mà lên hỗ trợ đánh nhau với thằng đó được. Nang rồng này anh em ơi. Rồng có mình thì hiện tại đang lại lẻ túc trên đường tranh kia rồi. Và này chắc là mít có mình lại bỏ lên số rồi. Nhưng mà may quá là không có lại bỏ lên số nha. Có thằng ngủ không với là có thằng mít nó xuống nữa mà không. Gõ không có bao nhiêu đâu. Ngủ không thì đầu game thì không có mạnh đâu mọi người. Cái tỷ lệ chỉ mạng của ngủ không đầu game nó yếu lắm. Phải được lên 3-4 món đồ kìa, may đâu mà gọi mới thấm nha. Nhưng mà còn phế thì sẽ còn bị không thấm đó mọi người. Thôi thằng bên nó qua rồi này. Mình tên mi nó hỗ trợ cũng mạnh lắm anh em. Nên thôi, cứ để cho nó đánh về đánh nha. Mình cứ ôm trụ cho mình form thôi. Lầm này, lầm này. Thì về build đồ, về combo, cách combo của Terry cũng dễ mọi người. Anh em cứ bật chiêu một chiêu hai lên nha. Đầu tiên là anh em bật chiêu hai lên để tăng tốc này, vừa tăng tầm đánh nha. Hoặc chiêu một làm chậm. Còn anh ti thì anh em cứ cái thôi, hoặc là anh em dùng anh ti trước chiêu hai rồi chiêu một. Nói chung là cách combo của Terry khá là đơn giản luôn mọi người. Chiêu hai thì nó sẽ làm tăng tốc đánh này, tăng tốc chạy này và tăng tầm đánh đấy nha. Còn chiêu một thì anh em cứ làm chậm thôi. Bật chiêu một cái làm chậm này, bật chiêu hai lên xả đam này. Nhưng mà Murat tay màu xuống rồi, giờ này mình sẽ bật anti lên nha. Có ác được mận nào có ác mọi người. Đây, ngon lành luôn.
lầm thằng tên May trước nha, đừng cho nó máu liều. Rồi lên cướp luôn con bùa xanh này. Đâu rồi. Thôi về luôn nha, không đánh được thì về. Hay ngủ không thêm bọn vừa đó đầu ra gõ. Thằng XP mình lại vào đêm số rồi mọi người. Và này thì Liliana tên mình xém lên bọn đêm số luôn. Xém nó nằm xuống ấy. Thôi form sang con xe này á. Ôi ngủ rách lại cát bóng nó rồi. Này lần này thằng Ibra nó chửi nhau mọi người. Hay quá. Ok rồi. Định dùng anh Tây đến có ác mộng nhưng mà không có kịp anh em. Vậy thôi mình bán lên cái trang này nha. Cái trang này cũng đang có đánh nhau này. Cứ thả lên trang có gì có mộng thì mình lụm thôi. Còn không có thì kiếm theo kêu hỗ trợ để làm giọt máu của tên mộng cũng được. Thôi đã có thanh kiếm nha. Lên cố gắng lên cái xong đồ nữa là ok mọi người. Là mình sẽ đi gành bán là ok đấy. Tammy này làm chậm nhầy. Vô luôn anh em ơi, sóc đâm nó lên. Gõ đầu nó, lụm phá luôn cái chậu trước nha mọi người. Lụm này. Thêm một kill hỗ trợ nữa cho mình nha mọi người. Nhưng pha này thì team mình có ý định đánh nhau rồi. Và một pha đổi mạng từ Narok với là Karisei nha. Thôi ăn luôn con Rick Nát con nha mọi người. Giờ này mình sẽ vô anh bác luôn Hayata này nha anh em ơi. Nhưng mà thôi Hayata nó mang chậu sau quá mới là hack lính rồi. Thôi di chuyển qua cái đường mid này để mình kiếm thằng Murat này đánh. Thôi không được thì thôi lui về cũng được. Là lính lên thì mình form nha. Có thằng nào qua thì mình đánh cũng được nha mọi người. Không có thì thôi cứ form lính thôi. Ok lấy cái chậu về trước này. Chậu lấy luôn cái chậu mic. Ôi nhưng mà thôi. Tem bạn lên nhanh quá. Ngủ không nữa kìa. Về liền. Không hỗ trợ được đâu. Tuy là có XP tem mình ở đó nha mọi người. Nhưng mà mình với mic Liliana thì không thể nào mà đỡ với thằng ngủ không được anh em. Ngủ không ở tầng hình ra nó gõ thì không thể nào mà né được nha. Thôi di chuyển xuống cái đường rồng của mình để mình form mọi người. Có con xe này. Thêm được 100 máy vào rồi mọi người. Bật anh Tây lên thỏa thử bắt được thằng Galaxy không nha. Nhưng mà Galaxy nó hầu máu nhanh ghê luôn anh em ơi. Thấy yếu máu rồi. Nhưng mà tự nhiên là hồi nữa muốn nguyên cây đài luôn mọi người. Đấy, đánh nhau kìa. Đánh nhau ép cái đường mid này liên tục luôn á mọi người. Mình giữ cái đường dưới này nhưng mà không thể nào mình lên kịp được. Đấy, bỏ trụ thôi. Đánh nhau rồi đánh luôn này. Rồi Omen ra kéo lại. Lụm này bật kêu một lên bán này. Bật kêu hơi chứ nhầm. Bán. Bật anh Tây này. Cấu rỉa được cái nào cấu rỉa nha mọi người. Xả hết đam thôi nha. Thằng Tammy nó cũng trâu mò lắm mọi người. Ơi di chuyển xuống ăn hỗ trợ ăn rồng này. Có ăn rồng không? Ăn rồng thì bán nha. Không ăn rồng thì thôi mình xuống mình ăn cái đẹp lính cái đường dưới này. Kiếm kinh nghiệm cũng được. Ôi thằng Hayate này nó ăn mất rồi. Nhưng mà vẫn ăn được mà của thằng Hayate mọi người. Nua rốc của mình thì bị ngục không mới gõ nha. Đừng nghĩ sao đứng cái đó biến về mọi người. Đơn vô tranh con rồng mà chắc chắn tên bờ nó sẽ xuống hỗ trợ để nó ăn rồng rồi nha. Nhưng mà nó mang mai thấy đứng lù lù mà yếu máu rồi thì nó gõ thôi. Tự dưng bán làm gì cho nó theo. Có bán gì đâu nha. Xuống hỗ trợ con rồng thôi chứ em biết bán gì đâu mọi người. Thằng Hayate nó tự xuống nha. Anh em chơi AD là bắt buộc là phải giữ đúng vị trí của mình nha. Đừng có lên câu quá. Cứ kệ nó. Team mình đánh nhau thì đánh nhưng mà mình vẫn hỗ trợ nha mọi người. Đứng phía sau mình bán thôi. Lụm được mận nào lụm còn không lụm thì mình hỗ trợ thôi anh em. Thằng Tammy nó có ý định là muốn cấu chiêu pha này hay sao ấy. Nhưng mình là căng bơ 4 người vô đây luôn anh em. Giờ này mình thấy có mấy con lính trong rừng nè mọi người. Mấy con quái trong rừng này. Nên thôi cứ di chuyển qua an nha. Rồi hãy lên đánh nhau. Có lẽ tem bận chưa có ý định là đánh nhau ấy. Mình đứng lù lù cũng không làm gì hết mọi người. Tôi cứ đi form kiếm thêm một xíu tiền này nha. Đánh cho đánh sướng. Rồi đánh nhau rồi này. Dùng bên tay câu ếch này. Được thằng nào được nha. Nè ra cái tầm cát của thằng Murat. Ui hay quá. Omen ơi. Lậm kêu này. Ngủ. Ui nhầm. Murat này lên vào số này. Hay tay tem bận rồi. Mình tóc bó. Ôi. Bị chón hay ba chón. Không có tóc biến được mọi người. Cay thật sự luôn nha. Pha vừa rồi thì tự nhiên bị thằng Tammy nó chóng liên tục luôn mọi người. Mình không có tóc biến ra né khỏi anh Tây của thằng Hayate được anh em. Tự nhiên lên bảo lâm số luôn nha pha đó nha. Nhưng mà may quá thì cũng không có bị tổn thất gì nhiều về trụ là về đường của mình mọi người. Chỉ gãy được một cái trụ siêu cấp với là lính đại lên một cái trụ rồng của mình là bị lên bảo lâm số thôi.
Thôi, giờ này tiếp tục mình sẽ di chuyển về cái đường rồng để mình hỗ trợ, về cái đường tranh và đường mic để mình hỗ trợ, chứ không là bị gãy liền mọi người. Đường rồng của mình thì lính nó đang dăng lên khó là cô rồi, nên mình cũng yên tâm phần nào nha. Nhưng mà giờ này thêm bạn có... Ôi, có kìa, con Ngục Không kìa. Ngục Không gõ Nagarok mình hơi phát lên hơn nửa cái máu mọi người. 90% máu luôn ấy. Một phát bắn đánh thường thôi là đây mở đơn số thôi. Núp nha mọi người, đừng có ra nha. Để cái gì mà lấy được sai của thằng Ngục Không đó nha. Đây. Chứ thằng Ngục Xong này nó hay đi lẻ bác lẻ AD lắm. Nên anh em bắt buộc là phải núp nha. Từ từ đừng gió lùa sai. Khi nào mà anh em thấy được sai của thằng Ngục Không rồi thì anh em mới lên đánh nha. Rồi cứ form mấy con quái nhỏ này, sai gia con này, cứ để tên mượn đại lính lên rồi mình form thôi anh em ơi. Tính ra là tên mình chưa ăn được con rồng hoặc con sai gia này luôn mọi người. Đây, có nó là rốc nhưng mà không có hỗ trợ gì về rừng nhiều nha. Thôi cứ đánh mấy con sai gia con đây kiếm tiền cũng được mọi người. Giờ này thì tên mượn đang dâng lên cô quá rồi, nên thôi cứ thủ nha. Tên mượn dâng thì mình thủ, mà tên mình dâng thì tên mượn thủ thôi. Đó là hai điều dùm phân nhớ. Giờ này mình sẽ lên mình chuyển mình đánh cái đốm này nha. Cái đốm này đang yếu máu này, với lại mình đang công lên bật chiêu hơi lên tiết nhảy nha mọi người. Nhưng mà từ từ hãy bật để gần tới rồi anh em hãy bán nha. Bán này, bán này, bán này. Ok, ăn được 3 thằng nha. Nhưng mà lính nó đừng biết mà tên mình cũng đang dăng lên, tên mận dăng lên khó là câu ấy. Rồi thôi, cứ lui về đẩy cái lính này trước nha. Anh em ra đánh con xe trước chứ không đẩy gãy cái chuồng siêu cấp này nha mọi người. Làm rồi ok. May quá là mình vẫn giữ được cái chuồng siêu cấp anh em ơi. Chứ không là lính siêu cấp của tên bận nó dăng lên thì khó đánh lắm nha. Rồi tranh thủ form này còn tầm ôi Ngục Không bị ui pha vừa rồi pha đi lẻ của mình nha mọi người, bị thằng Ngục Không nó đập mắt anh em, khá là buồn luôn nha. Không hiểu sao Ngục Không pha đó là thấy được tầm đánh của tầm của mình mọi người. Tên mình thì đang dăng lên khó là cô rồi, chắc chắn là Ngục Không sẽ lên đó đánh nhau. Nhưng mà ui chặt luôn, đừng có cho nó gì. Đâu rồi, đâu rồi, có Omen tên mình ở đó để sẽ trói là mình không phải sợ nha mọi người. Giờ này tiếp tục mình sẽ di chuyển lên nha. Có đánh nhau ở đường tranh này là một kill này, chắc chắn là sẽ ăn luôn hai kill này không. Rồi triple kill cho mình luôn anh em ơi. Một pha combat khá là hay luôn nha. Nhưng mà cũng khá là buồn cho mic có tên mình nó nằm xuống rồi. Tranh thủ mình form cho lên đứa mà mình làm luôn nha mọi người. Còn thêm một chút kinh nghiệm đó, chiếc đồ chút tiền đó là mình sẽ lên đủ full cây dự con cung anh em. Rồi tầm 500 vòng nữa nha. Rồi lại được cái gì phần con là mình sẽ bán vô tư mấy thằng trâu bò là mình bán hết nha. Form này. Tại đây được kết có chiêu hơ nó khá là đại hệ luôn. Đam chính là chủ yếu là chiêu hơ nha mọi người. Anh em cứ cần full chiêu hơ cho mình. Giờ này tên mình có ý định là ăn con rồng này mọi người, nhưng mà không biết có ăn không không nha. Thôi tình thủ ăn con rồng đầu tiên đi cho chép nha. Từ nãy giờ chưa ăn được con mục tiêu chính rồi cả mọi người. Rồng cũng không có ăn được, mà Seiya cũng không có ăn kịp nha. Tên bọn khá là mạnh rồi. Lụm này đánh nhau à. Bán luôn, bán đỡ luôn mọi người. Mình bật kêu hơi lên mình cấu rỉ anh bán thôi. Lụm này. Nhưng mà rất tiếc Temmy đã dùng mật anh Tây rồi. Hồi sinh là được rồi. Thôi tên mình đang yếu máu hết rồi. Anh em tranh thủ mình lui về nha. Omen có chuẩn bị bác lẻ nha, đường dưới nha. Thôi cứ thằng nào yếu máu thì tôi cứ lui về cái biến kìa. Không cần phải là vội đâu. Rồi bán luôn con quái nhỏ đó nha mọi người. Di chuyển qua cái đường top đó nha. Top mà thì lính cũng dâng lên khó là cô rồi. Nên thôi cứ lên đây hỗ trợ. Ăn được cái mọn nào ăn nha, ăn được cái lính nào ăn. Kiếm thêm một tí tiền thì cũng ok hơn. Thế giờ này thì chắc chắn là phải đợi thời cơ tên bọn. Ui đây này, sai lầm này. Sai lầm đây chứ đây đâu. Tên bọn đi lẻ như thế này chắc chắn là tên mình có cơ hội win call rồi đấy. Thằng Murat này anh em. Đấy. Mẹo mà anh em để chơi với thằng Murat này đó. Thấy là Murat là anh em lui về liền nha. Đừng có để nó lấy cái tầm đánh nha. Hoặc là nó mà lấy tầm đánh rồi á. Ui nó không có dám về đâu. Một người chọc 500 là lấm lấm môi. May quá là tên mình ăn được nha. Không là pha đó để Murat nó chạy mất. Ui ăn được một không may quá. Tóc biến không kịp luôn ấy. Nhưng mà vừa tóc biến rồi vừa đánh chưa hơn mọi người. Khá là nhanh luôn nha. Ok rồi. Mình cũng full gần full đùa rồi anh em ơi. Tranh thủ mình lên luôn cây giúp hộ mạnh nó là ok. Không sợ Ngục Không đến nha. Ngục Không ra thì chắc chắn là mình sẽ có giúp hộ mạnh, không phải sợ rồi. Đi chung bứa đồng đội của mình để hỗ trợ thêm. Gặp thằng Abraham này thì có gì nó đẩy ra giùm cho mình nha. Rồi lấy luôn con Seiya này là chắc chắn là team mình có cơ hội win rồi anh em ơi.
tranh thủ mình quyên lên sớm luôn nha mọi người, chứ không mà để tâm bọn là full đồ á là khó đánh lắm mấy anh em ơi. Rồi tất cả anh em tập trung vào đường mid công lanh này, công lanh thì mày đầu mới có cơ hội quyên ở pha này mọi người. Mình đang có bùa kinh công này rất là mạnh luôn ấy, nên thôi cứ tranh thủ mình lanh nha, chứ không có kinh công mà cũng khó, hết kinh công rồi cũng khó công lắm anh em. Từ từ đợi hết đủ tem là hãy lanh mọi người, anh em cứ núp nha, đừng có cho cái lùa sai con AD của mình. Tranh thủ mình ăn mấy quay nhỏ bên đây này, còn tầm 200 mấy vòng nữa là lanh được cái giống hồi sinh mọi người. Tranh thủ mình form cho nó đủ luôn nha, đủ luôn giống hồi sinh này, đủ đủ không? Rồi ok, rồi lanh. Tem mình đang mở combat ở đường trang muốn đánh nhau này, giờ này bật kêu hơi bật kêu một lanh làm chậm máng nha. Ayate tem bọn có ý định làm gì đây? Định anti vô một người AD hà, rồi thả chưa cuối coi thằng tem y không? Ngủ không tem bọn này đâu rồi? Ôi kìa, hay quá, ăn được ngủ không rồi. Di chuyển lên cho mọi người, bắn là ngòi Murat này anh em ơi. Rồi lấy luôn trụ siêu cấp đầu tiên của tem bọn nha. Đấy, có bùa kiên công rồi thì tranh thủ mình ép lên win sớm luôn mọi người, chứ không mà để ra tem bọn nó ra xanh lại nha. Ôi, mắc cái hồi sinh rồi nhưng mà không sao, bán trụ win được rồi mọi người ơi. Ok, nhảy ra đây làm gì đây này. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem mấy clip của mình nha. Mọi người thấy hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bye bye anh em.